đồ cổ cô Sáu bán cái này 30. À. Rồi cái gì nữa? 30 kiếm chục này nữa, 40. Ờ. 40 với hai cút rượu bao nhiêu? Cút rượu của ai? Rượu của tôi. Cái bộ cốc chén này là 1 triệu hả? Ba cái bình rượu này nè. Không, cái ly bộ tách trà này là 1 triệu một bộ hả? Có lấy cái này không? Đâu xem nào, đưa đây. Cái tiệm bà Sáu chỉ có mấy cái này thôi. Rồi mấy cái ấy là sao? Mấy cái dĩa này sao? Dĩa đó thì bán 1 cái 400. Trời ơi mắc quá. À. Còn cái này cút rượu này bao nhiêu tiền không biết. 3 cái này 50. Ok, 3 cái 50. Dĩa là... cái này 40 nữa là 90. Rồi, từ cái bình hoa anh đào, hai cái cút nhỏ nhỏ kia bao nhiêu? Hai cái cút nào? Đây này. Có thấy đường chết liền à, ông nội. Trời ơi, giả bộ thôi. Mắc rồi. Giả vờ đó. Giả vờ thôi chứ nhìn rõ hết nào. Trơn. Cái đấy cũng đẹp đấy, con gà trống cũng đẹp đấy. Con kêu con gà trống bên ngoài kìa. Đó, ờ. Cái này 100. Ừ, mắc cái này là cái gì vậy? Cái này hồi xưa để trống đũa. Ôi giời, làm gì có đũa, ăn đũa đâu. Hồi nãy nó trống đũa chứ đâu phải làm gì đâu. Ừ. Hai cái cút gì kìa. Hai cút nào? À, cái đó hả? Hai cái đó mua 100 vốn rồi bán con 101 thôi là 10 ngàn. 104. Bán 101 là 10 ngàn, còn cái mấy cái dĩa này là bao nhiêu tiền một cái rồi? Cái đó một cái vậy 400. Ôi trời ơi, dĩa gì mà mắc thế, sao nào? Ủa, lấy theo. Chứ Biên Hòa nó rẻ hơn à? Không phải, tại vì không có Biên Hòa thì phải hơn. Đó, con cá 400 á. Bà Sáu nói dĩa này con cá 400. Con gà 400. Rẻ hơn chút. Gà là bao nhiêu? Con gà 200. Con gà 200 một đĩa. Rồi con gà này cũng 200, rồi cái con nào? Con gà 200, cái dĩa con cá 400. Rồi, trời ơi. Một con cá là 400, còn lại 200 hết. Trời ơi, chỗ này cả triệu bạc của bà Sáu đây này. Nguyên cái đống đĩa này đã triệu bạc rồi. Rồi. Đây, cái đĩa trong đây mình cũng mấy trăm. Đâu? Bà Sáu nó bán đồ cổ. Đâu? Cái nào? Đây, đĩa này này. À, dĩa này. Dĩa dưới bao nhiêu? Bán của tôi thì tôi bán rẻ. Còn bán cho người ta là bán mắc hả? À, bán người khác là mắc hơn chút nữa. Mắc là mắc bao nhiêu? Còn cái gạch tàn này nữa. Khuyến mại cái gạch tàn này cho con đi. Khuyến mại. Vừa phải thôi. Vừa phải gì đâu. Con mua đồ của bà Sáu bao nhiêu năm hay rồi? Dạ, tôi biết cô nương. Tôi nghe tiếng nói tôi biết chứ giờ tôi không thấy cô. Đúng rồi, bà Sáu không nhìn thấy mặt. Không thấy, mà đã đây không nghe thấy. Nghe tiếng là biết thôi. Này. Cái đó của người ta gửi tới 1 triệu lận. 1 triệu một bộ, trời ơi. 1 triệu một bộ. Nghe cái tiếng nói mới biết nhìn cô thôi chứ ngoài ra không thấy bà cô. Bà có được còn tranh ảnh đi không? Chắc hết rồi. Tranh thì đây. Thế là thôi được rồi, để xem mua cái đống này đó. À. Đây. Bây giờ này, mua cái này này. 3 cái 50. Nè, 3 cái 50 nè. Rồi. Rồi. 50 với cái này 40 là 90. Là 90. Rồi. 90 với 3 cái dĩa này. 50. Trời ơi, vừa mãi con nữa mệt quá con nữa. Con gà. Ông Tiên. Con gà ông Tiên. Rồi cái dĩa này lấy thiêu. Yeah. Bằng tuổi tôi á nha. Lấy thiêu. Bằng tuổi bà Sáu, là bà Sáu năm nay 26 tuổi. Dạ, 26 thành 82. Ok, thành 82 là cái đĩa này có 82 năm rồi. Rồi, 82. Ai mua là mình bán lại cho 8 triệu 2. Rồi. Lấy thêm thở con chứ cái dĩa có này. Có bị nứt không? Không. Ok, được đấy. Rồi bây giờ nãy.